theo Minh Giang nhé. Vô Huế nặng quá. Khó lắm. Rồi rồi nhỏ. Rồi rồi nhỏ quốc kế. Chào lên nha. Ơi mấy bên TikTok cái bé qua Facebook luôn à. Chào Minh Giang nha, thì anh kịch bản nha. Mỏng dai chưa cắt được anh. Gần thì nên anh bắt ra cắt, cắt. Bắt ra. Mỏng dai dai quá. À chắc là bắt ra cắt chưa rồi. Dài quá. Có đi em ạ. À. Màu nó quá dài luôn ấy. Mỏng dài nó nhảy vắt. Dobby đang hiển một. Đâu tròn quá mà đâu bi đấy. Đâu bi mà đuôi cá này anh em thấy đuôi cá không? Đuôi nó chè như cá ấy. Gửi rồi. Ờ thì đó, thôi để thi xong nó bắt được. Là tuần đi bắt ra chẳng may là rùng một hai cái lông nó đen. Về đây làm. Chưa đi không tắm này. Hay chờ tới anh tắm này. Về để đi thi em ạ. À. Về để đi thi ra cho gần. Đi thi ở Huế ra Quảng Bình cho gần. Ông bồ lông cũng ok mà. Đây cái này do ngày nay anh tầm đấy. Anh tầm với anh mới trung nó ra vậy đấy. Bồ lông cũng được mà. Nói chung không đẹp lắm nhưng mà vẫn ok. Cái lông lưng đó nó rủ cả là bình thường lại. Không đâu bị này là đâu. Đâu bị này là bữa lại gian Đức An. Người khách trung là đăng TikTok là đăng TikTok con này đấy. Nhưng mà cái đấy là clip đăng vui ấy. Đăng hôm đấy nó thi nó may mắn hết giờ nó tắm xong nó vào chung kết đấy. Là người khách trung đóng ấy. Không thôi em ạ, à, đem vào để đi thi thôi. Đuôi cá này nó hiếm ấy. Nó nhìn là trên da nó là lắm, nó khác biệt lắm. Con này nhìn trên da nó khác biệt. Con ép là con đâu anh mình biết rồi. Không, đuôi nó vậy, đuôi nó kiểu đuôi cá nó chè ra vậy. Về nhà vậy chứ không chưa gặp con nào cả. Không, đuôi cá nó chè về đấy. Nó chia ra hai bên về đây chứ không phải là thiếu đuôi đâu. Tao bị mua hai. Kim da rừng. Con này mà da rừng luôn á. À, nghe đi dạy gần bên đây. Đây cho nó ra đây nha. Mình nhạt lắm. Mỏng dai qua đời vài bữa ra làm. Bây giờ đang cần những cái ngày thi không làm.
Có chứ, bồi ăn vẫn nuôi lên bình thường mà, đều nuôi lên như bạn nhắn. Khó lắm tí tai. Khó lắm. Con chim già nhất ở trong nhà đây đang 14 tuổi lông. Nhạc mà. Anh có một hai con, cũng có nhiều. Cố gắng mà giỏi 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 mà làm được từng chung kết 11 nữa là giỏi này. Có lắm. Quảng Bình 125 lồng vé 15 triệu. Đi máy vé hả? Anh 4 5 vé. 4 hoặc 5. Có cặp lột nữa. F11 chắc đi luôn, đang rung cái cảnh này, chắc nó đang ra, đang nhủ rồi thì chắc cũng đi luôn. Nghỉ được 2 tuần rồi, ra đi. Con này đẹp đa. Bồ nó gì, bồ nó quái. Con này bồ nó quái. Ừ, có ấy. Không, con này đuôi nó kiểu đuôi cá, nó chia ra và hai bên nó trẻ vậy, không phải nó thiếu đuôi đâu, nhìn tưởng thiếu đuôi nhưng không phải đâu, đủ 12 cái. Vấp chứ, có vấp em, nhưng mà điều thôi bây giờ nó đang đang ổn, gần những ngày thi của mình cũng bắt ra, giờ nhiều khi chẳng may lờ tay thì nó rung lóng rung rô nửa mệt, chứ vài bữa cắt rảnh rồi ra cắt. Đuôi lực mổ ra 1/3 thì nó hơi nguy hiểm. Đấy, đầu đi làm chi làm còn gặng tới đây mà thông chung kết thì quá giỏi luôn. Đấy, 10 cái liên tục nha nè. Gần đây nhất là ba cái đầu trưng xe về 5 triệu, hai cái 5 triệu rồi cái về 7 triệu ấy. Đuôi 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 cá đuôi ẻng chỉ được, chắc là gọi đuôi ẻng đi cho đúng ấy. Giờ thì lại cất lột ra chơi. Mình đang sáng đi chơi chơi hẳn nặng lắm, ngay đi chờ trời âm u chứ mình nặng lắm. Không em, không phải em, tôi tin anh bạn rồi á. Ừ, ngọn sáu nó cục hết rồi, nó kế kế vậy nó không bám đâu.
Lúc này ở nhà nó cũng sợ con là hết, nó sợ con F11. Ngày ni hằng có hơi trời trời mày nắng chứ ra nè. Ngày ni tưởng là mưa đấy. Điều nắng chứ nắng con. Cánh long cặp lột bao nhiêu? Cánh long này anh làm xong xuôi là 10 triệu. Đạt nói chung là hợp. Cho đọc kỹ nha. Cho do thải đọc đây. Anh tía thích đâu bí con em gửi vô chơi nha. Đây. Cho mềm tí nha. Do thải nó chơi đẹp lắm này, cầm quyển được tay rồi chơi khoe lắm. Do thải thiếu một bên là thiếu khoảng 2-3 sợi lông cánh. Khi chơi nhau lắm, nó hài đẹp đẹp lắm. Hôm qua thì tấm mảnh long cũng hà sầu con đó. Bỏ trên cái lông tẩm nước nó lắc 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 mọi người. Lột thấy nó khỏe lại, nó khỏe, hôi sức rồi. Cái nhiều. Sân thọ hơi ngả đúng rồi bên lê. Hôm bữa thì đang chơi hay vậy nó rơi vào củ là nó ngáo. Tự nhiên bưng lông là ngáo. Hôm qua thì là bỏ để một mặt luôn, là nó đặt một mặt vô tới 6 con luôn đấy. Chụp đâu em like cho vui, anh em xem cho kè cho vui tí. Anh ấy thích kè ở nhà lắm. Ở nhà cứ trông kè. Ai chồng linh đáng rồi anh ấy. Nó không linh đáng nữa nè.
điều khiển thêm con nữa cho cây luôn. Không biết cách rồi. Đà Lạt con mô. Đà Lạt cái này con gió thải quá mà chơi. Mà chơi lành tột luôn, cực kỳ tột luôn. Quên chưa vứt mình chuối đây này. Lấy hoay chưa vứt mình chuối. Chuyện chiến đấu nó bằng gió thải là đậm đẹp đó, đến giang là đậm như vậy nữa đó. Chiêu ra một kiến thức mình chửi nè. Con này cũng rung lắm à. Con này cũng rung. Con rung vừa rồi mở xong lóng thi được tục 10 tầng đầu. Nhiều không? Lần đầu gặp nhau đấy. Ba con này lần đầu gặp nhau đấy. Rung đẹp lắm. Rung đẹp như vào cái rung đương ruột nào là nó ồn. Nhưng mà đi thi vẫn chơi ok. Gió thải chơi chậm thiệt đó. Anh nghe chim càng đẹp anh càng thích mà vòng chơi nhanh đẹp anh càng thích thôi. Chủ yếu là cầm mấy con này nó khó lắm, nuôi nó khó, không phải đơn giản. Con do thải này là sống lâu một phát là đi dài 10 triệu là nó ăn xe máy, xong rồi là đi hái từng liên nó đang chơi hay vậy là nó tầm khô, nó tầm luôn. Vừa rồi nuôi lại là đang vừa rồi nuôi lại điều lại ổn rồi bây giờ đang ổn. Hôm qua thì cũng hai triệu gần ba tiếng đấy nó vào sáu con đấy.
cũng đang quá trình tìm hiểu hiểu được điều nó lại. Chuyên gia nào cũng chơi vậy thôi. Không không đá em, mấy giờ đâu cái đá chuyển qua ga mà đá ai chim đá là đi chơi ga đây nha. Không có chim đi lên rụng là chơi như mẹ nè. Bò tôm lại nó nằm như cục đất vậy. Dạ đúng rồi. Anh chấm nhiều loại mà. Được cán chắc đi mất rồi Nhật ơi. Có tạp vào rồi thôi về tùy coi. Rồi chào lên nha. Chưa mà quên cất mình chuối này. Chuối lấy ra khi trưa nó mới quên để hẳn cất vất ra. Cho anh nhiều nội thất nha. Em vừa hụt xong anh Cương ơi. Trời nóng hụt mệt quá. Lâu làm bi thôi. Hôm nay nó đánh nuôi đạt mà đánh 3 tiếng như vậy bình thường. Em nghe đi không nhỏ anh ạ. Nhỏ nhiều quá mệt. Ngay tỉnh đi mời anh em đi uống bia mà anh quan sớm nhỏ mệt quá nên anh đi rửa cái dạ thôi. À đâu bị là cái con mà em quay đầu tiên là clip ấy. Em cất rồi. Đây ba con khác. Đầu bị em cất rồi nhé, không phải đấy, không phải đầu bị. Dạ em chào anh. Em chào anh Thái nha.
Thôi cho anh em nha. Đấy con nặng quá. Đấy nặng quá. Chắc ta gió quay ngược sáng ấy. Quay ngược sáng nó vậy ấy. Con nặng quá. Dạ, đằng còn binh chứ. Ra còn binh chứ, của chung ra còn binh rồi. Của chung anh em gặp. Điên. Đà giúp có thật. Nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi, nóng máy rồi, máy rồi. Nóng máy rồi, nóng máy rồi. Mày con này cầm lại là nó không học cơ anh à. Nó không học, nó không chơi. Được chạy về. Rồi ba con chưa phải có mua sờ con mua rồi. Phải mua chim chơi như mày nào mới cầm được nha. Chứ không phải chi nuôi chim chơi như mày nha. Phải có chim chơi như mày là mới nuôi nha. Thôi cho anh em nha. 5 giờ rồi em chắc chơi đi ngủ rồi. Chào anh em nha. Bye bye anh em nha. Rồi bái nha, chào 127 người đang xem, tắt like lại nha. Rồi anh em bữa sáng em quay xấu nha. Chào anh em.